Vào tối qua, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala trao giải Fair Play 2021. Chỉ hơn đề cử đứng thứ hai của Nguyễn Trọng Hoàng 22 điểm, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đăng quang đầy kịch tính. Đây là lần thứ hai Futsal Việt Nam có được vinh dự này sau lần đầu tiên vào năm 2016. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực trước những đối thủ mạnh tại World Cup 2021 và xuất sắc giành vé vào vòng 16 đội. Không chỉ thi đấu quyết tâm và đầy fair play, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang còn tạo ra nhiều cảm xúc lớn với người hâm mộ Việt Nam và thế giới. Đó là lý do các nhà bầu chọn đã bầu cho đội tuyển Futsal Việt Nam ở vị trí số 1. Đây là lần thứ hai đội tuyển Futsal đăng quang tại giải sau lần đầu vào năm 2016. Tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng giành vị trí thứ hai với nghĩa cử bán đấu giá huy chương vàng SEA Games 2019 giành được cùng U23 Việt Nam tại Philippines và áo thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhằm giúp trẻ em nghèo thành phố Hồ Chí Minh trong cơn đại dịch Covid-19. Giành giải 3 là tiền vệ Trần Minh Vương, anh đã có nghĩa cử đẹp, viết thư an ủi và tặng quà cho đồng nghiệp nữ Trần Thị Hạnh khi phải treo giày vì bạo bệnh. Tất cả các đề cử thì Hoàng nghĩ là đều hướng tới cộng đồng, hướng tới người hâm mộ và giúp đỡ tất cả mọi người, thì đó cũng là tinh thần thể thao của Hoàng nghĩ là của không chỉ của riêng đội tuyển Futsal Việt Nam mà tất cả các vận động viên tham gia thể thao thì đều muốn là hướng tới tất cả đều tích cực đến dành cho cộng đồng, thì Hoàng mong rằng tất cả các vận động viên sẽ giữ được cái cảm hứng đó để truyền lại dành cho cộng, để đạt được cái giải thưởng Fair Play ngày hôm nay thì riêng cá nhân Hòa thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, và đại diện cho tập thể đội tuyển Futsal Việt Nam thì Hòa xin cảm ơn, đầu tiên là xin cảm ơn báo Pháp Luật đã tổ chức một cái lễ trao giải và giải thưởng rất là ý nghĩa để cho tất cả các vận động viên thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, thì để có thể hướng tới một cái tinh thần thể thao cao thượng và truyền nhiều nguồn cảm hứng tích cực dành cho tất cả người hâm mộ. Giải thưởng Fair Play này tôn vinh những nghệ sĩ cao đẹp của các cầu thủ bóng đá nói riêng và tất cả các bộ môn nói chung, và cũng cảm thấy rất là hào hứng và muốn được là lan tỏa những hình ảnh cao đẹp, nghệ sĩ cao đẹp này trong cộng đồng. Rất là vui mừng khi mà nhận giải thưởng cao quý này. Vũ cũng xin thay mặt đội sẽ cố gắng thi đấu trong năm 22 này với những giải đấu trước mắt là AFF Cup và SEA Games, sẽ thi đấu hết mình như là hết mình vì một cờ sắc áo và vì người dân chúng ta đang chống chọi với dịch Covid vẫn đang hoành hành tại nước chúng ta, và truyền cảm hứng tinh thần như một liều thuốc để cho người dân có thể vững tin vào cuộc qua đại dịch.